Chiến dịch OOH cực dễ thương của Camp Philadelphia cứ ngỡ làm tấm lưng của những chú bò sữa, nhưng hóa ra là lớp phô mai béo ngậy được ngụy trang tinh tế. Philadelphia là thương hiệu kem chi nổi tiếng trên toàn thế giới. Với hương vị kem tươi đặc trưng cùng chất kem béo mịn, phô mai Philadelphia trở thành món ăn kèm khoái khẩu của rất nhiều người. Tháng 4 vừa qua, hãng phô mai này đã tung ra một chiến dịch quảng cáo ngoài trời siêu ấn tượng. Theo đó, Philadelphia đã dán ấn phẩm lên biển quảng cáo và xe tải để đưa thông điệp đến từng ngõ ngách trên đường phố New York, Chicago, Los Angeles. Nhìn sơ qua, ai cũng đều nghĩ đây là tấm lưng của những chú bò sữa. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn thì đó chính là phô mai kem được phết trên những miếng bánh mì. Hình ảnh sản phẩm được lồng ghép một cách rất tự nhiên, không có cảm giác quảng cáo quá đà. Ý tưởng này không những mô tả sự béo ngậy, mịn mượt của sản phẩm, mà còn muốn thể hiện lòng tôn kính chân thành đối với nguồn gốc của sữa tươi, đồng thời khẳng định nguồn format thơm ngon của họ đều đến từ những chú bò khỏe mạnh. Với kiwi sủi độc đáo, thông điệp quảng cáo của Philadelphia đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với người tiêu dùng. Nhiều khách hàng bày tỏ rằng sau khi thấy mẫu quảng cáo, họ chỉ muốn thưởng thức vị phô mai béo ngậy này ngay lập tức. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo của chúng tôi nha.